Hôm nay là Chủ nhật thứ tư của mùa vọng. Cây nến thứ nhất nhắc chúng ta về niềm hy vọng nơi đấng Messiah, Chúa cứu thế. Cây nến thứ hai tượng trưng cho tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Cây nến thứ ba nói lên sự bình an mà chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể ban cho chúng ta. Hôm nay chúng ta thắp ngọn nến thứ tư, nói đến nhóm người sau cùng tại quang cảnh chuồng chiên máng cỏ. Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 1, câu 18 cho đến câu thứ 25. Ma-thi-ơ đoạn 1, câu 18 cho đến câu thứ 25. Và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy, khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã có thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi,
thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Amen. Tôi nghĩ buổi sáng hôm nay tôi nói mừng Chúa Giáng sinh đến quý vị thì chắc rất là không nghĩ không quá sớm đâu. Chúa mừng Chúa Giáng sinh đến tất cả quý vị. Tôi có những cái điều vui lẫn lộn buổi sáng hôm nay, nhưng mà một cái điều niềm vui Giáng sinh lúc nào nó cũng lớn, cũng tràn đầy
ở trên cái đời sống, trên cuộc đời của tôi. Cảm ơn Chúa điều đó. Quý vị vừa nghe qua ông mục sư Lý cho chúng ta một thiên sứ tới báo cho Joseph biết rằng Mary có thai, đó là bởi Chúa Thánh Linh. Ông chưa hiểu rõ cái điều đó, và thiên sứ nói ông phải nhận Mary về làm vợ và đặt tên cái thai nhi đó, em bé đó được sanh ra tên là Giê-xu. Và hôm nay bài giảng chúng ta sẽ dựa trên cái phân đoạn những lời thiên sứ nói cùng Joseph để nói lên cái niềm vui bất tận Giáng sinh đến với cho chúng ta hàng năm, và đặc biệt trong năm nay. Về cái bối cảnh để quý vị dễ hiểu hơn cái câu chuyện này, thứ nhất đó là thiên sứ Gabriel hiện ra với bà Mary ở tại thành Nazareth, là chỗ bà Mary đang ở, và cho biết rằng bà sẽ mang thai Chúa Cứu Thế. Trong Luca đoạn 1 từ câu 26 đến câu 38, sau khi thiên sứ cho bà biết bà sẽ mang thai Chúa Cứu Thế, bà Mary lên thăm cái người bà con của mình tên là bà Elizabeth, là bà mẹ của ông Giăng Báp-tít, và bà cũng được Chúa cho một cái phép lạ là trong lúc cao tuổi, lớn tuổi rồi, bà được cái có cái thai, đó là bà, ông Giăng Báp-tít, ở đó được 3 tháng, và sau đó bà trở về thành Nazareth lại, và đương nhiên có bầu được 3 tháng bắt đầu biết rồi. Và ông Joseph thấy biết được Mary có bầu, và ông quyết định một số chuyện, vì ông là người kính sợ Chúa. Ông là người đàng hoàng, giữ đúng những gì Chúa dặn bảo, những điều tốt đẹp ở trong văn hóa. Có một vài điều tôi muốn kể quý vị để biết về cái vấn đề hôn nhân của phong tục của người Do Thái. Họ rất là coi rất là quan trọng. Trước nhất, nếu có cái người làm mai giữa đàn trai và đàn gái, cha mẹ hai bên gặp nhau nói chuyện, đồng ý với nhau, bên đàn gái sẽ cho biết là sính lễ là những gì, và đàn trai chuẩn bị cho cái sính lễ đó. Sau đó họ định luôn cái ngày đám hỏi chính thức. Và đám hỏi, khi đám hỏi, đối với người Do Thái đó, khi đám hỏi thì là họ kể như là chồng và vợ, nhưng mà chưa ở chung với nhau, cho đến khi nào ngày đám cưới mà thôi. Cho nên muốn hủy phá cái đám, muốn hủy bỏ đi cái đám hỏi đó, mình thì có lẽ là trả nhẫn trả đồ là xong chuyện, nhưng mà đối với người Do Thái phải ra tòa ly dị. Quý vị, đây là một cái điều khác hơn phong tục của chúng ta. Rồi sau đó từ đám hỏi cho tới đám cưới là 1 năm, để chứng cho biết rằng cô dâu còn trinh trắng, họ sẽ làm đám cưới với nhau và sau đó mới sống chung với nhau. Và lý do đó mà để chúng ta hiểu rõ thêm cái bối cảnh ở trong câu chuyện này. Và qua câu chuyện này chúng ta thấy Giáng sinh rất là đặc biệt. Giáng sinh là ơn phước lớn Chúa ban cho mọi người. Thứ nhất, quý vị có thời gian bài giảng đề ra: Giáng sinh đến, sợ hãi phải ra đi. Giáng sinh đến, sự sợ hãi phải ra đi. Chúa Giê-xu Giáng sinh để giải thoát chúng ta khỏi những điều lo âu sợ hãi. Trong đoạn 1 câu 20, thiên sứ hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Cái chữ chớ ngại, tại vì theo văn chương điền chữ đó, nhưng mà có chữ đó có nghĩa là sợ hãi, chớ lo sợ việc lấy Mary làm vợ. Tôi muốn hỏi quý vị buổi sáng hôm nay, quý vị đang lo sợ điều gì hiện bây giờ? Có người có lẽ lo sợ về kinh tế, về sức khỏe, lo sợ tiền nợ nhà. Quý vị đang lo sợ điều gì? Thiên sứ đến nói với ông Joseph rằng: Ngươi đừng có sợ, đừng có lo sợ. Tôi thấy chú ý rằng khi mà thiên sứ hiện ra với các bọn chăn chiên, thì câu thiên sứ cũng nói với họ rằng gì? Đừng sợ. Khi thiên sứ hiện ra với bà Mary, thì câu thiên sứ cũng nói đầu tiên với bà là đừng sợ. Tất cả chúng ta đều có gì luôn luôn có sự sợ hãi ở trong lòng. Nhưng mà nhớ Chúa Giê-xu đến, và Chúa cũng nói với quý vị buổi sáng hôm nay: đừng sợ. Chúa muốn gần gũi đến với mỗi chúng ta. Quý vị biết đa số ai cũng đều sợ Chúa hết. Một trong những điều lý do là họ ý thức tội lỗi.
mình là người bất toàn, mình có tội. Cho nên mỗi lần mà thiên sứ hiện ra, họ nghĩ rằng chắc đời mình sắp tàn rồi, tới lúc rồi, chấm dứt rồi. Họ thường thấy người ta sợ những điều đó vì có tội lỗi. Nhưng mà Chúa Giê-xu, quý vị có biết rằng Chúa đến trần gian như một em bé để dạy cho chúng ta một điều: Chúa muốn chúng ta đến gần Ngài. Ở đây có quý vị nào sợ em bé không? Không bao giờ. Chúng ta thích ôm em bé, thích hôn em bé, thích nựng em bé. Chúng ta rất thích bồng em bé, con cháu của chúng ta. Quý vị rất thích điều đó. Thưa quý vị, đó là một chân lý buổi sáng hôm nay Chúa muốn nói với quý vị. Chúa muốn quý vị đến gần Ngài. Chúa không đến để làm cho chúng ta kinh hoàng, làm cho chúng ta hoảng sợ. Ngài muốn cho chúng ta đến gần Ngài, biết Ngài. Quý vị đang lo sợ điều gì? Có người có lẽ lo sợ cái chuyện việc làm của mình. Có người có thể lo sợ vấn đề tiền nhà trả của mình hàng tháng. Có người có thể lo sợ vấn đề bệnh tật, vấn đề đau yếu mà chưa có thuốc chữa. Có người sợ rằng người thân bà con mình tuần tới có lẽ phải lìa đời. Có người sợ lớn tuổi mà chưa có chồng, hoặc là chưa có vợ. Tại sao chúng ta sợ? Tại vì chúng ta không biết tương lai như thế nào. Giáng sinh thường hay cuối năm để bước qua đầu năm. Thật sự chúng ta phải lo sợ, có nhiều điều chúng ta lo sợ. Nhưng mà quý vị nhớ rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa, Chúa Trời quyền năng. Và chúng ta cần nhớ hai điều về Chúa Giê-xu. Và để cho quý vị, Chúa đến, lo sợ phải ra đi. Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi sự lo âu và sự sợ hãi. Nhớ rằng Chúa Giê-xu là đấng tể trị, Chúa quyền năng của Chúa. Chúa là đấng tể trị đầy quy quyền. Chúa đang nắm dòng lịch sử của nhân loại. Ngài ban cho quý vị một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Vì Chúa quyền năng, nhớ điều này, Chúa có thể biến dấu trừ thành dấu cộng. Nếu mình sống theo cái chương trình của Chúa, Chúa đầy quyền năng chạy đến tìm kiếm Chúa. Thứ hai, lời Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 rằng: nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Có nghĩa là nhu cầu của cuộc đời chúng ta, Chúa hứa rằng Chúa sẽ cung cấp đầy đủ. Chúng ta cần biết Chúa. Chúng ta không biết tương lai, nhưng mà chúng ta biết được đấng nắm giữ tương lai là Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời. Cho nên niềm vui Giáng sinh, mỗi lần chúng ta dự Giáng sinh, Chúa đến, Chúa giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Giáng sinh đến thì sợ hãi phải ra đi. Chúa Giáng sinh, Chúa giúp cho chúng ta giải thoát khỏi sự sợ hãi. Thứ nhì, Giáng sinh đến, cô đơn sẽ ra đi. Giáng sinh đến, nỗi cô đơn sẽ ra đi. Ngày hôm nay, một trong những nan đề của cái xã hội, những đặc biệt về tân tiến, là vấn đề cô đơn. Cô đơn là sự đau khổ tinh thần số một của con người. Có nhiều lý do làm người ta cô đơn. Nếu quý vị phải đổi việc làm qua tiểu bang khác ở một cái nơi mới, quý vị sẽ cảm thấy cô đơn. Nếu quý vị bữa nay nhận được cái giấy mà cho mình nghỉ việc, quý vị sẽ cảm thấy cô đơn. Quý vị có bao giờ cảm thấy cô đơn ở giữa chốn đông người chưa? Vô nhà hàng mình ngồi chỉ có một mình ăn, mà mấy cái bàn khác 4 người, 5 người, lắm lúc chúng ta có cô đơn ở giữa chốn đông người. Có những người nhiều khi cô đơn vì cớ ngoài ý muốn xảy đến cho mình. Có khi vì cớ người thân qua đời. Và nhiều quý vị đã kinh nghiệm được điều đó. Có khi họ cô đơn vì cớ ly dị, họ chỉ là nạn nhân, họ không phải đứng ra trong chuyện đó, nhưng mà nạn nhân của vấn đề ly dị. Có người cô đơn vì cớ không có bạn bè chơi với mình, người ta không thích mình. Có người bạn bè làm ăn với mình bỏ mình. Có người, và thậm chí có cha mẹ từ con, cha mẹ từ bỏ. Có những người bị cha mẹ từ bỏ, đó sự cô đơn đến. Thánh Kinh biết, thiền sứ nói với ông Joseph trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23 như thế này. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh này. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu thứ 23: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai,
người ta sẽ đặt tên con trai Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác của con người. Và quý vị biết, Chúa sống như là một người. Chúa ăn, Chúa nghỉ. Vì Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa làm phép lạ. Chúa kêu người chết sống lại, Chúa chữa lành người khác. Chúa đã chết giống như một người, nhưng mà vì Chúa là Đức Chúa Trời, sau ba ngày Chúa sống lại. Chúa ban mạng lệnh cho con dân của Chúa, các môn đệ Chúa ngày xưa. Và cái câu cuối cùng Chúa nói rằng: và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa hiện diện với mình chúng ta luôn luôn cho đến tận thế. Có một vài câu kinh thánh mà tôi muốn gửi đến quý vị. Đây là một cái lời chúc phước mà tôi muốn gửi đến quý vị. Nếu quý vị đang ở trong cô đơn, chúng ta cần nhận biết Chúa đang hiện diện. Ê-sai đoạn 41 nói như thế này: đừng sợ. Dương Thánh, quý vị biết không? Trong kinh thánh có tới 365 lần lặp lại cái chữ đừng sợ. Cho nên mỗi một ngày mình cần một chữ đừng sợ. Nhớ rằng Chúa ở bên mình. Ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ ngươi. Khi mà chúng ta nhận biết được Chúa hiện diện ở bên mình, Chúa ở cùng mình luôn luôn đó, quý vị thấy ba chữ. Thứ nhất, Chúa sẽ bổ sức cho mình. Thứ nhì, Chúa sẽ giúp đỡ mình. Chúa thêm sức, Chúa giúp đỡ mình. Thứ ba, Chúa sẽ nâng đỡ, làm cho mình mạnh mẽ hơn. Có lẽ trong tình hình kinh tế khó khăn ngày hôm nay, chúng ta cần nhận biết được Chúa ở bên mình, đừng có sợ. Thật sự chúng ta cần phân biệt giữa hai chữ. Nhiều một mình ý nói cái thân xác thôi, nhưng mà cái nỗi cô đơn đó, chúng ta không có nỗi cô đơn, tại vì Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Nhiều lúc chúng ta chỉ có một mình cái thân này thôi, nhưng mà Chúa luôn ở bên cạnh cho chúng ta. Chúng ta không có bị cô độc. Cho nên Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu ở cùng chúng ta. Và nhớ một cái điều nữa, Chúa ở cùng mình có một cái điều rất là sung sướng. Quý vị phải biết Chúa nói rằng: ta không bao giờ bỏ các người. Con người quý vị có thể như thế nào, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Có người có thể bỏ rơi chúng ta, nhưng mà Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Cho nên mỗi lần mà chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta đi làm, khi chúng ta đi học, khi chúng ta ở nhà, khi chúng ta tưới cây ở ngoài vườn, chúng ta nhớ rằng học biết sự hiện diện của Chúa ở bên cạnh mình. Chúa sẽ giải cứu mình, Chúa bảo vệ mình, Chúa bao bọc mình, Chúa ban bình an mình trong mọi nghịch cảnh. Thứ gì trong Thi Thiên thứ 16 nói thế này: tôi hằng để Đức Giê-hô-va ở đứng trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động, Ngài ở bên hữu tôi. Chúa ở cùng chúng ta luôn, bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi mừng rỡ. Mỗi lần chúng ta nhận biết được Chúa đang hiện diện với chúng ta, nắm cái lời hứa của Chúa, chúng ta sẽ tới vui mừng, vui vẻ. Chữ rúng động ở đây có tương đương, nếu ngày hôm nay có quý vị nào từng bị đau khổ chưa? Hoàn cảnh đau khổ, hoàn cảnh khó khăn xảy đến, mình đang bị rúng động. Và cái câu trả lời để cho chúng ta vững vàng và mạnh mẽ là: tôi hằng để Đức Giê-hô-va ở trước mặt tôi luôn. Hãy nhớ luôn luôn, ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Một câu kinh thánh cũng rất là hay. Xin mời các ông đọc giùm tôi câu kinh thánh ở trong Ê-sai đoạn 43 câu thứ 2. Ở đây ai không biết lỗi? Quý vị nhiều quá. Tôi nhớ hồi nhỏ, khoảng tôi 9 tuổi, lúc đó tôi ở Cần Thơ, thì là ba tôi thường hay là ổng lái xe dẫn ra cái Bắc Cần Thơ. Nó có một cái Bắc Cần Thơ, nhưng mà bên đây, bên sông hai bên đó, thì là có cái bãi lại lại ra bển để tập anh em tôi lội. Một trong những điều ông dạy, ổng đứng cách 3 mét. Ba tôi đứng cách 3 mét thì tôi cũng đứng gần cạn đó mấy năm. Rồi bây giờ mấy con đó, ổng dặn là nhớ nhắm mắt, cúi đầu xuống, nín thở, rồi
hai tay khép lại rồi cứ đập bơi tới là tự nhiên mình nổi sẽ chạy tới bơi tới ba rồi. À, thì thật sự vâng lời, nhắm mắt nín thở đập, gán đập thì cũng đúng chừng 3 mét mình sẽ đụng tới ba mình. Nhưng mà quý vị có biết chuyện gì xảy ra không? 30 năm sau tôi cũng nhắm mắt nín thở cũng lội cũng tới 3 mét thôi. Chúa thấy hết những cái khó khăn, những gian nan mà quý vị đang trải qua. Có quý vị trong phòng nhóm này ai đang đi qua dòng nước xiết, thấy đuối sức, thôi buông tay cho nó xong cho rồi. Nhưng mà quý vị có biết rằng Chúa không bao giờ để cho nước cuốn chúng ta. Chúa không bao giờ nhận để cho dòng nước nhận chìm chúng ta. Ngài giúp đỡ, Ngài nâng đỡ, Ngài biết những cái khó khăn, những cái gian nan, những cái điều mà chúng ta trải qua. Mỗi lần mình muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng Chúa ở cùng mình, ta ở cùng Ngươi. Và trong cái tin mừng, trong cái niềm vui Giáng sinh, nhắc nhở chúng ta hướng về Chúa. Hướng về Chúa khi quý vị muốn bỏ cuộc. Hướng về Chúa trong cái cùng cột đau khổ. Hướng về Chúa khi mình ở trong cái đường cùng của cuộc đời. Hướng về Chúa, Chúa giải cứu chúng ta. Và Chúa muốn nói chúng ta rằng không những Chúa yêu thương chúng ta, không những Chúa giải thoát chúng ta khỏi những lo âu, sợ hãi. Và cũng nhất có quý vị biết một điều này, chúng ta sẽ gặp khó khăn, nhưng mà chúng ta không đối đầu một mình, có Chúa ở cùng, có Chúa đi cùng, có Chúa nắm tay dẫn dắt đưa chúng ta đi. Khi mà Chúa ở cùng thì sợ hãi tan biến. Khi mà Chúa ở cùng thì cô đơn phải đi ra mà thôi. Cuộc đời chúng ta sẽ tươi vui, cuộc đời chúng ta sẽ bình an, cuộc đời chúng ta sẽ thấy được cái hy vọng ở trong Chúa. Chúa ở gần, sợ hãi, lo âu đều tiêu biến. Thứ nhất, nhớ, Giáng sinh đến, sợ hãi phải ra đi. Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi những sợ hãi, lo âu. Giáng sinh đến, thứ nhì, cô đơn phải ra đi. Nhớ Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Còn cái điều nữa, nhiều khi quý vị thần thánh quá Chúa. Nhớ, Chúa ngày xưa khi Chúa mang thân xác giống như chúng ta, tôi nghĩ nếu ngày hôm nay Chúa sống ở trong chúng ta, có lẽ là quý vị bắt tay Chúa, mời Chúa ăn phở buổi trưa hôm nay ở tiệm 59. Chúa có muốn con chở Chúa xuống San Diego chơi không? Quý vị sẽ có những cái lời rất là bình dân. Chúa đến như một con người, ăn ngủ như một con người. Tại vì quý vị, tại sao Chúa như thế? Quý vị có thử tưởng tượng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời toàn năng, dựng ra tổ tiên của tất cả các dân tộc, dựng nên một cái thế giới tuyệt diệu. Nhưng mà Ngài muốn cho quý vị biết rằng Ngài thương quý vị rất là nhiều. Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Chúa chú ý đến từng một chúng ta. Ngài không muốn chúng ta sống đau khổ vì cớ tội lỗi làm cho chúng ta đau khổ, mất hạnh phúc. Đến điều thứ ba, đó là Giáng sinh đến. Cái này không ra đi mà là đến trong cuộc đời chúng ta. Đó là ơn tha thứ đến. Giáng sinh đến, ơn tha thứ đến. Matthew đoạn 1 câu 24 nói thế này: Người sẽ sanh một trai, lời thiên sứ nói cùng Joseph. Người khá đặt tên là Giê-xu. Và chữ Giê-xu đó có nghĩa như thế này: chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chữ Giê-xu có nghĩa là cứu dân mình ra khỏi tội, cứu ra khỏi tội lỗi. Cứu có nghĩa gì? Cứu có nghĩa là mình được thoát khỏi một cái nguy hiểm nào đó. Mình được giải thoát khỏi một nguy hiểm nào đó. Nếu mà quý vị đi tàu mà tàu chìm, mình bận áo phao cá nhân, mình nhảy xuống biển, rồi chờ một thời gian để có tàu hải quan tới rước, kéo quý vị lên, đem quý vị vào bờ. Cái đó gọi là mình được cứu. Rồi nếu quý vị mắc nợ nhiều, không trả nợ nổi, đùng một cái tự nhiên có một cái người bà con nào đó ra tay nghĩa hiệp, không, tôi để giúp đỡ trả cho mình hết một cái món nợ khổng lồ đó, quý vị được cứu khỏi nợ nần. Tôi hy vọng quý vị sẽ gặp được những người bà con tốt như thế này. Ngày hôm nay thật sự có như muốn, nhiều khi chúng ta lái xe trên ở freeway, chúng ta muốn được cứu khỏi những cản kẹt xe ở trên freeway. Có người muốn được cứu khỏi lâm vào con đường hư đốn nghiện ngập. Cứu là kéo mình ra khỏi cái gì nguy hiểm. Và câu kinh thánh
tay cho chúng ta biết Chúa đến cứu chúng ta khỏi tội lỗi, tội làm cho chúng ta khổ. Và một cái điều quý vị có thể định nghĩa tội rất là đơn giản, tội là thái độ kiêu ngạo, bất cần đến Chúa, nghĩ rằng cái gì tôi làm tốt hơn là ý của Chúa muốn tôi làm, đó là tội lỗi, làm theo cái ý riêng của mình. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là tất cả quý vị đây đều có tội, tôi là người có tội, các vị tổng thống đều là người có tội, người giàu có tội, người nghèo có tội, người thanh niên có tội, người trẻ tuổi có tội, tất cả vì phạm tội và chúng ta bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời. Và đó là lý do tại sao Chúa đến cứu chúng ta khỏi tội. Ngài muốn đến, quý vị biết rằng thiên đàng là cái nơi dành cho những người, là nơi tuyệt hảo, nhưng mà chúng ta không có toàn hảo. Tất cả những tôn giáo khác có những cái luật lệ, quý vị phải làm hết những điều này nè, rồi quý vị mới được cứu. Trong Chúa Giêsu Christ, Chúa nói rằng, ta làm hết cho con chỉ cần đưa tay ra đón nhận mà thôi. Đó là cái niềm vui mừng lớn nhất mà chúng ta có ở trong Chúa. Làm thế nào để được cứu? Rất là đơn giản. Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 3. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu trời ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. Để được cứu, chúng ta phải nhờ ai? Nhờ con là Đức Chúa Giêsu. Câu Kinh Thánh cũng cho biết rằng, làm thế nào để được sự sống đời đời, đời sống có ý nghĩa đời này và đời sau, làm sao vào thiên đàng vào đời sau, cũng là những ai tin con ấy. Trong đa số quý vị trong đây đã đặt lòng tin nơi Chúa, hiện giờ tên quý vị đã có ở trong sổ ở trên trời. Ngày hôm nay, một trong những điều người ta vì cớ kiêu ngạo, vì cớ kiêu hãnh, chúng ta không bao giờ tự nhận mình là người thiếu sót, tự nhận là mình là người tội lỗi hết. Nhưng mà quý vị biết, khi mà mình còn kiêu ngạo thì không thể nào Chúa cứu chúng ta được. Chỉ khi nào chúng ta biết chúng ta bất toàn, chúng ta thấy mình đuối sức, thấy mình đã kiệt quệ, mình đã sống trong cuộc đời tiêu hao nhiều điều đau khổ đến cho mình, gia đình mình mất hạnh phúc, cuộc đời mình không đi tới đâu, Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng hãy đến với Chúa, kêu cầu Chúa, nhờ cậy nơi Chúa, khiêm tốn nhận Chúa vào ở trong cuộc đời của mình. Đừng có gắng tạo công sức, cố tu hành để mong được Chúa thương. Chúa đã làm tất cả những điều đó trên thập tự giá cho chúng ta, đền tội cho chúng ta. Vấn đề khó khăn, nhiều khi chúng ta vì cái tự hào, vì cái ích kỷ riêng chúng ta không muốn cho người khác thấy cái yếu đuối của mình. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải nhận rằng phải nhờ Chúa Giêsu Christ chúng ta mới được cứu. Nhớ ơn cứu rỗi của Chúa ban cho. Chúa Giêsu đến, Giáng sinh đến, ơn cứu rỗi đến, ban cho mỗi một chúng ta. Và đó là cái món quà Giáng sinh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Đã có một lần người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Ơi người ơi, người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, người bước tới, người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn lao gầy. Người đã đến hiến yêu thương, người đã đến nếm đau thương. Thế có lần nào anh đi mong gặp lối,
thế có lần nào lòng anh say mong ước đời, thế có lần nào, thế có lần nào lòng đã vỡ tan vì yêu, lòng anh thiếu nếu người không sinh ra. Đã có một lần người đi qua trong cuộc sống, đã có một lần người đi qua trên nẻo đường, đã có một lần, đã có một lần người sống chết trên trần gian thầm làm người. Ơi người ơi, người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, người bước tới, hai tay vâng lão gầy, người đã đến hiến yêu thương, người đã đến kiếm quê hương. Thế có lần nào bạn mong nghe bước người đến, thế có lần nào bạn mong xem bóng dáng người, thế có lần nào, thế có lần nào ngàn năm qua vâng ngàn năm ngày đã đến nhưng ngày phải ra đi. Người sinh ra nơi trường thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Thế có lần nào, thế